Top 5 công việc lương tháng 100 triệu và chưa bao giờ hết hot tại Việt Nam. Trong thời đại công nghệ 4.0 phát triển như hiện nay, nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngày càng có sự phân hóa rõ rệt, thậm chí nhiều vị trí công việc được săn đón với mức lương 100 triệu một tháng. Với sinh viên mới ra trường, việc có nghề nghiệp ổn định, phù hợp năng lực, thu nhập đáp ứng nhu cầu cuộc sống thì ai cũng mong muốn. Điều đó đòi hỏi bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nộp hồ sơ, biết nắm bắt cơ hội tốt và tránh lãng phí 4-5 năm học tại trường đại học. Mấy năm gần đây, theo thống kê, top các ngành nghề được trả lương cao nhất đều có liên quan đến tài chính, đầu tư, ngân hàng, công nghệ thông tin, marketing, xây dựng. Nhắc đến những ngành nghề này thì quả thực chưa bao giờ hạ nhiệt về mức độ cạnh tranh cũng như lương thưởng. Ngoài ra, nhóm ngành y dược, hàng không, trí tuệ nhân tạo AI cũng đang trở thành xu hướng cực hot. Đặc biệt với xu hướng phát triển của thời đại công nghệ 4.0, nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngày càng có sự phân hóa rõ rệt, thậm chí nhiều vị trí được săn đón với mức lương 100 triệu một tháng. Những gợi ý ngay sau đây có thể phần nào giúp các bạn sinh viên đưa ra quyết định đúng đắn khi lựa chọn ngành nghề cho bản thân. 1. Kỹ sư phần mềm, công nghệ thông tin trở thành nghề hot bậc nhất hiện nay là điều không cần bàn cãi. Thống kê cho thấy, nhu cầu công nghệ thông tin tăng nhưng thị trường lao động lĩnh vực này tại Việt Nam luôn trong tình trạng thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng. Năm 2021, số lượng nhân lực công nghệ thông tin cần 500.000 người nhưng lại thiếu hụt đến 190.000 người, thu nhập trung bình của một kỹ sư phần mềm có thể lên tới 100 triệu một tháng. Các nhóm ngành của công nghệ thông tin cũng ghi nhận mức lương cao kỷ lục như AI, trí tuệ nhân tạo hay kỹ sư khoa học dữ liệu, được coi như là công việc quyến rũ bậc nhất thế kỷ 21. 2. Phi công, đã từ lâu, hàng không luôn là một ngành cực hot. Để trở thành phi công, bạn phải vượt qua những tiêu chuẩn đào tạo và tuyển dụng nghiêm ngặt nhất từ trình độ, ngoại hình cân đối, ưa nhìn, không dị tật cho tới khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát. Từ năm 2017, lương phi công của hãng bay Vietjet khoảng 180 triệu đồng một tháng. Còn với Jetstar Pacific, công ty con của Vietnam Airlines, lương cơ phó khoảng 100 đến 120 triệu đồng một tháng, cơ trưởng 110 đến 160 triệu đồng một tháng tùy giờ bay và thâm niên. Hay năm 2018, phi công Vietnam Airlines nhận lương 132,5 triệu đồng một tháng, tăng gần 11 triệu so với năm trước đó. Nghề phi công cũng được coi là nghề cho con nhà giàu bởi chi phí đào tạo đắt đỏ. Ngay tại Việt Nam, con số này dao động từ 1,4 đến 2,4 tỷ đồng cho khóa học kéo dài khoảng 3 năm. Hiện nay, các hãng hàng không trong và ngoài nước luôn cố gắng cạnh tranh nhau, đưa ra những ưu đãi và mức lương hấp dẫn nhất để thu hút những phi công giỏi về đầu quân cho hãng mình. Thu nhập của phi công thương mại chủ yếu phụ thuộc vào thâm niên bay của họ tại hãng hàng không, số giờ bay và loại máy bay họ điều khiển. 3. CEO khách sạn. CEO khách sạn được coi là người nắm giữ chức vụ cao nhất, người thực hiện công việc lãnh đạo, điều hành, giám sát tất cả những hoạt động của khách sạn. Lương của một nhân viên cao cấp ngành khách sạn cũng vô cùng hấp dẫn. Theo thống kê, hiện trong nước có khoảng 5.000 khách sạn 3 đến 5 sao nhưng hầu hết các khách sạn đình đám nhất, nằm ở vị trí đẹp nhất đều phải thuê công ty nước ngoài quản lý. Với 100 đến 150 triệu đồng một tháng là mức lương trung bình của CEO một khách sạn cao cấp. Đây là một mức lương vô cùng hấp dẫn với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Thế nên rất nhiều bạn trẻ hiện tại rất đam mê học các ngành liên quan đến quản trị khách sạn. 4. Quản trị nhân sự. Quản lý nhân sự chính là công tác quản lý lực lượng lao động của một tổ chức, chịu trách nhiệm chiêu mộ, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự. Mức lương trung bình một người làm quản trị nhân sự có thể lên tới 100 triệu đồng một tháng. Thậm chí những tập đoàn lớn của nước ngoài đang trả lương 4.000 đô la Mỹ một tháng cho vị trí này tại Việt Nam. Điều này cho thấy, nghề nhân sự đã xác lập được vị trí quan trọng không thể thiếu cho sự phát triển của doanh nghiệp. Quản trị nhân sự của tập đoàn lớn phải có khả năng chịu được áp lực đến mức nào thì mới nhận về một mức lương cao chót vót mà nhiều người mơ ước. Họ phải nghĩ ra các chiến lược tốt, đảm bảo mọi kế hoạch được triển khai nuột nà và điều khiển cho cấp dưới phối hợp làm việc nhịp nhàng. 5. Luật sư. Theo số liệu thống kê của hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, những luật sư có kinh nghiệm dày dặn được nhà tuyển dụng săn đón với mức lương lên tới 100 triệu đồng một tháng. Hiện nay, nghề luật sư là nghề đang phát triển và được xã hội ghi nhận. Sự đóng góp của luật sư rất cần thiết đối với sự phát triển của xã hội, với hoạt động của ngành tư pháp. Phần lớn các luật sư sẽ chịu trách nhiệm tư vấn và đại diện cho các cá nhân, công ty và cơ quan chính phủ về các vấn đề pháp lý và tranh chấp.